Cái hàng dễ vỡ. Đi được một cách nha. Còn cách đúng rồi. Nó có chữ rồi nè. Dữ đó. Trời. Đi con thấy con cách làm sao chút chở vô. Được không? Chở bỏ nhập âm bình 0.5 đừng con đừng dạ. Ok đừng con đừng 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 so đừng thêm giới thiệu shop nó luôn. Rồi. Shop PCB Tú Anh. Rồi, đây sản phẩm của Tú Anh. Kẹo chì bình carbon giảm âm sumo. Kính ngắm quét tơ. Đúng như mình mua nha các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ shop Tú Anh nhá.